Cô thân mến, chào tất cả các em học sinh khối 6 của trường trung học cơ sở Chu Văn An. Hôm nay cô rất vui khi được đồng hành với các em trong tiết học này. Các em thân mến, đến với tiết 79-80, các em sẽ được tìm hiểu về dấu ngoặc kép, văn bản và đoạn văn, đặc điểm chức năng viết ngắn. Hai bài này nằm trong chủ đề 6, điểm tựa tinh thần. Bây giờ chúng ta cùng đi sâu vào tìm hiểu bài học các em nhé. Ở phần mục tiêu cần đạt, chúng ta cần nhận biết được ý nghĩa văn cảnh của một từ ngữ khi được đặt trong dấu ngoặc kép. Có thể chỉ ra được những đặc điểm, chức năng cơ bản của đoạn văn và văn bản. Chúng ta đi vào tri thức tiếng Việt, tìm hiểu về công dụng của dấu ngoặc kép. Cô có một ví dụ. Ví dụ 1. Chẳng đứa nào sung sướng khi trả thù được lợi nữa. Ở ví dụ này, em thấy có một từ được đặt trong dấu ngoặc kép, đó là từ trả thù. Như vậy, ở đây chúng ta thấy nghĩa của từ trả thù được hiểu theo thông thường. Chúng ta hiểu trả thù nghĩa là làm cho người đã hại mình phải chịu điều tương xứng với những gì mà mình đã gây ra. Hiểu theo nghĩa, theo dụng ý của tác giả ở câu văn này thì từ trả thù thể hiện sự đùa nghịch vô tư của trẻ thơ. Như vậy, em thấy dấu ngoặc kép đánh dấu cách hiểu một từ ngữ không theo nghĩa thông thường. Chúng ta ví dụ 2. Ví dụ, Lão Hạc là một tác phẩm đặc sắc của nhà văn Nam Cao. Ở đây, dấu ngoặc kép được dùng để đánh dấu tên tác phẩm được trích dẫn. Ví dụ 3. Thầy Bùi Ngùi đặt vòng hoa lên mộ chú Dế, rồi xoa tay lên mái tóc bù xù như tổ quạ của Lợi. Thầy buồn buồn nói, đừng giận thầy nha con, Nguyễn Nhật Ánh, tuổi thơ tôi. Ở đây chúng ta thấy dấu ngoặc kép được dùng để đánh dấu lời dẫn trực tiếp. Ở câu đừng giận thầy nha con. Như vậy, em thấy được 3 công dụng của dấu ngoặc kép. Thứ nhất, đánh dấu cách hiểu một từ ngữ không theo nghĩa thông thường. Thứ hai, đánh dấu từ ngữ, câu, đoạn dẫn trực tiếp. Thứ ba, đánh dấu tên tác phẩm, tờ báo, tập san được trích dẫn. Bây giờ, chúng ta cùng đi vào phần 2 thực hành tiếng Việt. Cô mời các em cùng làm bài tập 1. Tìm trong văn bản tuổi thơ tôi, sách giáo khoa trang 12, các từ ngữ được đặt trong dấu ngoặc kép, chỉ ra nghĩa thông thường và nghĩa theo dụng ý của tác giả bằng cách điền thông tin vào bảng sau. Ở đây em thấy từ ngữ trong ngoặc kép cột bên trái, ngoài cùng. Thứ nhất, liều mình như chẳng có. Thứ hai, thảm thiết. Thứ ba, trùm sò. Thứ tư, thu vén cá nhân. Thứ năm, làm giàu. Thứ sáu, võ đài. Thứ bảy, cao thủ. Thứ tám, ra giang hồ. Thứ chín, cao thủ dế. Thứ mười, cử hành tang lễ. Và cuối cùng là từ trả thù mình vừa tìm hiểu. Theo nghĩa thông thường, em thấy
Liều mình như chẳng có, nghĩa là quyết hy sinh, nghĩa theo dụng ý của tác giả. Ở đây chỉ đặc tính của con dế là đang hăng máu. Từ thứ hai là từ thảm thiết. Nghĩa thông thường của từ thảm thiết là thê thảm thống thiết, nghĩa thêm dụng ý của tác giả, đó là sự trớ trêu. Trùm sò, nghĩa thông thường, người ích kỷ, luôn tìm cách thu lợi cho mình. Nghĩa theo dụng ý của tác giả ở đây là ích kỷ. Thu vén cá nhân, nghĩa thông thường mình hiểu ở cụm từ này, đó là chăm lo lợi ích của bản thân mình. Nghĩa theo ý của tác giả cũng giống như ở từ trùm sò, đó là ích kỷ. Làm giàu là làm cho trở nên giàu có, nhiều của cải, tiền bạc. Nghĩa theo dụng ý của tác giả ở đây là tích lũy thiên bi, hành động của lợi. Võ đài, theo nghĩa thông thường mình hiểu, đây chính là đài để đấu võ. Nghĩa theo dụng ý của tác giả là cho tổ chức chọi dế. Cao thủ, từ này các em có thể nghe rất nhiều, đặc biệt là những bạn nào thích xem phim kiếm hiệp của Hồng Kông, thì em thấy là nghĩa thông thường, cao thủ là người tài giỏi, có khả năng hành động ứng phó hơn người. Và nghĩa theo dụng ý của tác giả ở đây nhấn mạnh đây chính là một chú dế thiện chiến. Cụm từ ra giang hồ, thông thường chúng ta hiểu cụm từ này đó là chỉ những người gia nhập vào giang hồ, thế giới võ hiệp nơi các anh hùng nghĩa sĩ hành tẩu. Ở đây nghĩa dụng ý của tác giả đó là sự xuất hiện của dế lửa trong trò chơi chọi dế của trẻ con. Cao thủ dế, nghĩa thông thường như trường hợp của từ cao thủ, và nghĩa theo dụng ý của tác giả cũng được định nghĩa như từ cao thủ ở trên. Cử hành tang lễ, nghĩa thông thường đây là nghi thức đang tiến hành tang lễ một cách trang nghiêm, thường dùng cho người. Theo dụng ý của tác giả thì đây là thể hiện cái sự chôn cất và quá trình tưởng niệm con dế. Trả thù, làm cho người hại mình chịu điều xứng đáng với điều mà người đó đã gây nên cho mình. Ở đây nghĩa dụng ý đó là hành động nghịch ngợm của trẻ con. Như vậy ở đây con thấy những từ ngữ được sử dụng trong dấu ngoặc kép được hiểu theo một nghĩa khác với nghĩa thông thường, hay còn gọi là nghĩa trong văn cảnh theo dụng ý của tác giả. Bây giờ các em sẽ hoàn thành bài tập 1 vào vở bài tập các em nhé. Chúng ta cùng qua bài tập 2. Yêu cầu của bài tập này đó là đặt một câu có sử dụng dấu ngoặc kép và giải thích công dụng của dấu ngoặc kép trong câu ấy. Các em có thể chọn những cái nội dung gần gũi với các em, đặt câu về đề tài gia đình, bạn bè, trường học, vân vân. Ở đây cô có một ví dụ. Ví dụ, An được mệnh danh là búp bê Barbie của lớp 6A. Như vậy em thấy cụm từ được đặt trong dấu ngoặc kép búp bê Barbie để đánh dấu cách hiểu một từ không theo nghĩa thông thường, nghĩa là An rất xinh xắn, đáng yêu như búp bê Barbie vậy. Ở bài tập này các em có thể dựa vào phần ví dụ của cô để đặt một câu khác với các chủ đề mà em yêu thích, và em hoàn thành nó trong vở bài tập các em nhé. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu phần 2, văn bản và đoạn văn, đặc điểm và chức năng. Cô có một ví dụ về đoạn văn. Đoạn 1. 3 ngày sau, Lê Lợi gặp lại mọi người, trong đó có Lê Thần. Khi lắp lưỡi gươm vào chui thì thấy vừa vặn như in. Lê Lợi bèn kể lại câu chuyện
theo Nguyễn Đổng Chi, Sự tích Hồ Gươm. Ở đây em thấy đoạn văn này có tất cả là 3 câu. Và ở đây không có câu chủ đề. Câu chủ đề là câu nêu ý chính của toàn đoạn văn. Ta cùng tìm hiểu thêm một đoạn văn nữa. Đoạn 2. Từ đó khí thế của nghĩa quân ngày một tăng. Trong tay Lê Lợi, thanh gươm thần tung hoành khắp các trận địa, làm cho quân Minh bạc vía, y thuế của nghĩa quân vang dội khắp nơi.